Khi mà mới vô xe thì em thấy là bảng điều khiển sáng đèn rồi đồng hồ cũng sáng đèn nữa. Nhưng mà từ ngoài vào trong thấy hơi yên ắng á. Tại vì mình đang ngồi trong Volvo XC90 T8, một cái chiếc xe hybrid. Và nó đang ở chế độ chờ, hoạt động bằng động cơ điện. Cho nên là em không nghe gì đâu. Anh biết khi mà vô đây em thích cái nào nhất không? Cái này đúng không? Đúng rồi, đây là cái cần số nè. Em thấy nó đơn giản mà kiểu là chưa thấy ở một chiếc xe nào luôn á. Và nó làm bằng thủ công, pha lê nguyên khối, chỉ có trên xe hybrid của Volvo thôi. Còn lại thì nhìn chung thì thiết kế cabin nè, bảng tốc lô, tay lái hay là bảng đồng hồ tốc độ, kỹ thuật số thì vẫn được giữ nguyên giống như cái chiếc XC90 T6 mà anh từng thử qua rồi. Em có thấy thích cái kiểu thiết kế này không? Ở xe này phần ngồi là em cái chỗ nào cũng thích hết á. Mà cái điểm em ấn tượng là cái phần ghế ngồi ở đây được trang bị bởi da Napa, cho nên là trông sang mà xịn nữa. Anh cũng ưng cái chỗ ngồi của XC90, rất là thoải mái và dư dả không gian. Em thấy ở phía sau thì khoang ngồi rộng rãi quá kìa. Như vậy là nếu mà mình đi nhiều người thì cũng thoải mái anh ha. Đồng thời thì những cái tiện nghi và an toàn trên XC90 mới vẫn được giữ nguyên như đời trước. Nhìn chung là về mặt trang bị đó thì XC90 sẽ có phần là tương đương hoặc là nhỉnh hơn so với Mercedes GLE hay là BMW X5. Hồi đầu năm em có thấy anh đánh giá chiếc XC90 mà đây là phiên bản mới nhưng mà em không thấy nó khác biệt lắm. Thực tế là cái mẫu T8 này nó giống khoảng 96% so với cái bản T6 mà em đã xem đó. Thì nó chỉ có một vài cái sự thay đổi thôi. Chẳng hạn như là bộ mâm nè, cỡ 21 inch, thiết kế to hơn nè. Còn bên chỗ em đứng thì em sẽ một cái cổng điện để sạc cho cụm pin của hệ thống hybrid. Và bên hông xe sẽ có thêm thanh nẹp, cũng như là phía sau có thêm tên phiên bản Recharge đó. So với chiếc XC60 mà em đã từng trải nghiệm thì em thấy chiếc XC90 này trông sang trọng hơn và nó sẽ phù hợp dành cho doanh nhân hoặc là những người mà muốn mua xe dành cho gia đình. Theo em nhớ thì hình như đã có chiếc XC90 mà phiên bản hybrid ở Việt Nam rồi đúng không anh? Chính xác, nó nằm ở trên lầu đó và đó là bản Excellent giá hơn 6 tỷ. Còn cái model mình có đây là cái bản T8 giá hơn 4 tỷ. Đây, động cơ xăng, động cơ điện kết hợp lại thì nó có cho thông số cao nhất trong phân khúc. Và có cụm pin nữa, cho nên là nếu cần thì em có thể chạy thuần điện. Mercedes GLE hay là BMW X5 sẽ không có cái trang bị này. Như vậy là với phiên bản hybrid này thì em thấy là mình sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, với cả là sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặc dù không có nhiều thay đổi về mặt nội và ngoại thất, nhưng mà chiếc XC90 này vẫn là một chiếc xe đáng chú ý trong phân khúc giá tầm 4 tỷ. Và ở phiên bản T8, XC90 có hệ dẫn động hybrid nổi trội hơn so với các mẫu xe Đức. Đồng thời, chiếc SUV của Volvo cũng nhỉnh hơn về mặt an toàn và trang bị tiện nghi.